Thưa quý vị, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thời gian qua, Tuổi Trẻ Đà Nẵng đã triển khai nhiều phần việc ý nghĩa. Trong đó, chương trình Chú Con Luôn Bên Mẹ là một trong những mô hình có sức lan tỏa và tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Đây cũng được xem là điển hình chất vận khéo trên địa bàn thành phố. Mô hình Chú Con Luôn Bên Mẹ được Thành đoàn Đà Nẵng thực hiện từ tháng 7 năm 2021 với mong muốn thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ địa phương đối với gia đình người có công. Định kỳ 2 tháng một lần, ngoài thăm hỏi, khám sức khỏe, tặng quà, đoàn viên thanh niên còn lau chọn nhà cửa, bàn thờ, chăm sóc vườn tược, nấu bữa cơm gia đình và chăm sóc các mẹ lúc ốm đau. Hai giờ còn quý quá, cũng mừng đó, lấy được khỏe được sống rồi đó. Tôi trong lên mà nếu được như thế này mới mở thì khỏe lắm và mừng lắm. Không cần cái tiền của đó nhưng mà đến tham mà nhất khỏe là và vui là khỏe vui lắm. Bằng hành động thiết thực, ấm áp, mô hình đã góp phần tô thắm nghĩa cử tri ân của thế hệ trẻ đối với những cống hiến hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời là sự nhắc nhớ thanh niên về trách nhiệm, về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đoàn phường tổ chức tham gia các hoạt động như thế này, em rất rất vui vì được gần gũi với các mẹ Việt Nam anh hùng, được nói chuyện và thăm hỏi, giúp đỡ các mẹ Việt Nam anh hùng. Hơn 2 năm triển khai mô hình chúng con bên mẹ thì có thể nói thì với mô hình này đã có cái triển khai đến các bạn đoàn viên thanh niên, tạo nên một cái hết sức sự lan tỏa và các bạn thanh niên tại các cơ sở đoàn trực thuộc cũng thực hiện tốt cái mô hình chúng con bên mẹ. Thì qua đó cái mô hình này đã có cái giáo dục tư tưởng, đạo đức cho các em thanh thiếu nhi, đặc biệt các bạn thế hệ trẻ thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Qua đó các bạn có cái lòng yêu quê hương, yêu đất nước, lòng kính trọng đối với người già, đặc biệt là sự biết ơn những cái công lao hy sinh rất là lớn của các anh liệt sĩ cũng như là sự hy sinh thầm lặng của các mẹ Việt Nam anh hùng. Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai, mô hình đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, mang lại sự động viên to lớn đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công tại địa phương. Sự lan tỏa của mô hình đã cho thấy hiệu quả của việc đoàn kết, tập hợp, phát huy nguồn lực của thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận của tổ chức đoàn tại địa phương.